Xin chào quý anh chị cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính. Xin chào hơn 5.000 thành viên của cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính. Thì vừa rồi, cái cuối tháng 11 đến tháng 12 này, thị trường chứng khoán Việt Nam có rất nhiều các cái biến động mạnh mẽ cùng với các cái thị trường chứng khoán trên toàn cầu do ảnh hưởng bởi rất nhiều các cái nguyên nhân. Từ đó khiến cho rất nhiều các nhà đầu tư hoang mang, đặc biệt là các nhà đầu tư F0. Thì cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính của chúng ta, về cơ bản các anh chị đều là những người đều vững niềm tin và có kiến thức, có kinh nghiệm. Tuy vậy cũng khó tránh khỏi việc hoang mang nhất định trong cái con đường tích sản của chúng ta. Thì hôm nay ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021 thì thay mặt cho AZFIN Việt Nam thì tôi sẽ lên cùng giải đáp cái tích sản cổ phiếu năm 2022 đến với các anh chị. Bên cạnh đó thì cũng có các cái trao đổi chia sẻ với các anh chị về để chúng ta hiểu sâu sắc hơn về tích sản và làm sao tích sản hiệu quả nhất. Thì đầu tiên, nội dung đầu tiên là tư duy chiến lược và cái thực thi tích sản cổ phiếu như nào. Thứ hai là cái triển vọng thị trường chứng khoán 2022 và xa hơn để tích sản cổ phiếu ra sao. Thứ ba là chúng ta sẽ giải đáp những cái thắc mắc, những cái trao đổi, những cái mong muốn của các anh chị để sao cho cộng đồng của chúng ta tích sản nó tốt hơn, được không ạ? Đầu tiên, đó là tư duy về cái chiến lược cũng như là việc thực thi tích sản. Thì vì sao lại sinh ra cái cộng đồng tích sản? Vì sao AZFIN lại đưa ra cái cộng đồng tích sản đầu tiên ở Việt Nam? Và vì sao cái thuật ngữ tích sản hiện nay nó lại rất phổ biến ở trên thị trường? Đó là vì thực tế trên thị trường rất phũ phàng, 95% nhà đầu tư thua lỗ. Cái điều này nếu nói ra vào cuối 2020 và trước tháng 6 2021 thì không ai tin. Nhưng bây giờ nhiều nhà đầu tư đã tin rồi đấy. Nó không dễ ăn một tí nào. Đó. Và vòng quay bình quân một nhà đầu tư bây giờ thậm chí nó ngắn hơn, nó không còn là 1,96 năm nữa đâu ạ. Nó khoảng độ 1,5 năm. Thậm chí còn ngắn hơn nữa. Tức là nhà đầu tư tham gia thị trường 1,5 năm và họ xin dép đi về. Thua lỗ quá. Đúng không ạ? Và nguyên nhân thua lỗ là coi thị trường chứng khoán như sòng bài thay vì các kênh đầu tư. Thì ngay cả những người đầu tư giá trị, rất nhiều lúc họ còn nghi ngờ chính mình. Ví dụ vừa rồi chẳng hạn, các cổ phiếu đầu cơ lên kinh quá. Trong khi những cổ phiếu blue chip xịn, chuẩn nhất, định giá lại rẻ bèo bọt này. PE bằng 5, bằng 7, bằng 8, bằng 9, bằng 10 lần. Trong khi mấy cổ phiếu đầu cơ định giá cao chót vót 5, 70 lần. Thậm chí tăng vài lần. Đúng không ạ? Đó. Thì chúng ta sẽ bị lung lay. Một số sẽ bị lung lay. Đó. Tuy vậy thì quý vị cũng có thể thấy đến đầu tháng 12 này mới có vài hôm giảm sàn thôi mà có những cái cổ phiếu đầu cơ đã bay 40-50% của nhà đầu tư. Đó. Tiếp theo là nhà đầu tư chưa đủ kiến thức đã bỏ nhiều tiền vào thị trường và thua lỗ là tất yếu. Thông thường các cụ hay nói, hay người ta hay nói, đó là cờ bạc đãi tay mới. Rất nhiều các anh chị vừa mới tham gia, nhảy vào một con đầu cơ nào đó được vài phiên, kiếm được vài chục phần trăm, cứ nghĩ rằng một năm mình phải ăn bằng nhiều lần và bỏ rất nhiều tiền vào đấy và cứ đua theo những con sóng đầu cơ. Thậm chí họ chỉ biết duy nhất 3 ký tự về cổ phiếu mà còn không biết tên công ty cơ, chứ đừng nói đến là biết về doanh nghiệp làm ăn gì, như thế nào, lãnh đạo là ai, vân vân. Thì điều đó hết sức nguy hiểm và thua lỗ là một điều tất yếu. Và cái đợt này chính là cái đợt sàng lọc các nhà đầu tư rất mạnh mẽ. Những ai amateur, những ai đầu cơ quá đà, quá trớn, coi là cờ bạc thì về cơ bản sẽ bị loại khỏi vòng chơi ngay trong năm 2020 này, 2021 này. Thứ ba là nhà đầu tư không có chiến lược đầu tư phù hợp và hiệu quả, như tôi cũng vừa trao đổi. Họ chỉ coi thị trường chứng khoán là chơi, là đánh bạc. Nhảy vào kiếm được tí bán ra, cứ nhảy ra nhảy vào liên tục. Đến lần cuối nhảy đúng đỉnh, thế là bay mất 3 đến 5 sàn, không xuống được. Thế là cuối cùng ra đi toàn bộ. Thậm chí những người dùng margin, thậm chí nó bay đến 6-70% tài khoản. Và làm sao để chiến thắng, đúng không ạ? Một, đó là nhìn nhận thị trường chứng khoán là một kênh đầu tư tích sản bền vững.
như những kênh đầu tư khác. Tại sao mà nhiều quý vị có thể tích lũy vàng hàng tháng, hàng năm, mỗi thỉnh thoảng mua một vài chỉ hoặc một vài cây để cất tích trữ được một lượng rất lớn? Hay là nhiều anh chị gửi tiết kiệm được hàng tháng? Rồi là nhiều anh chị mua đất để được lâu dài trong nhiều năm? Vậy tại sao chứng khoán, những cổ phiếu tốt chúng ta không làm điều đó? Và chúng ta cứ nhìn thấy 3 ngày, 5 ngày và chúng ta kêu ầm lên, đúng không ạ? Và thứ hai là cần phải xây dựng một chiến lược đầu tư phù hợp với bản thân. Thì đa phần các nhà đầu tư của chúng ta là không chuyên. Mà không chuyên thì tất nhiên không có nhiều thời gian để bám bảng và còn có công việc khác nữa. Chính vì thế, cho nên cần phải một phương pháp đầu tư đỡ tốn thời gian. Đó chính là tích sản cổ phiếu. Mỗi tháng, đầu tháng có tiền vứt vào cái mua luôn trăm cổ, mua luôn trăm cổ, đóng bảng lại. Thi thoảng có thời gian, tối về có thời gian rảnh ta lên ta xem, đúng không? Xem cộng đồng thảo luận với nhau như thế nào về tư duy đầu tư. Rồi tiếp theo, đó là quý vị đến ra bán thì ắt cộng đồng sẽ xôn xao và quý vị sẽ làm được điều đó. Thì đấy là cái bí kíp để có thể chiến thắng, đó là tích sản cổ phiếu. Và cái tích sản cổ phiếu như thế nào, hiệu quả ra sao, được chứng minh như thế nào, thì tôi chỉ lấy một cái ví dụ rất là đơn giản như thế này. Nếu như chúng ta tích sản hàng năm vào đúng đỉnh của mỗi một đợt đi, đúng đỉnh luôn đấy, đúng đỉnh đây, các cái chấm vàng tôi chỉ ở trên đây, đi chăng nữa thì trường hợp xấu nhất là năm nào mua đúng đỉnh đi, mua lâu dài thì quý vị vẫn có được cái lợi suất đạt 9,79% cộng cả cổ tức trên năm, cao hơn lãi của người này. Đấy là cái cách mua gọi là kém tóm nhất, cũng có cái lợi suất rất tốt. Còn nếu chúng ta mua được giá hợp lý chẳng hạn, thì lợi nhuận như Zfin đã thực hiện đâu đó được trên 27% một năm. Đấy là mức tích sản ở mức giá gọi là tương đối hợp lý thôi, hàng tháng mua luôn đấy chứ không phải là đợi sập mới mua. Đấy là một mức rất thông thường. Tiếp theo, vậy thì cái tích sản cổ phiếu tự do tài chính cùng Zfin Việt Nam có những gì nổi bật có thể giúp nhà đầu tư đạt được cái hiệu quả cao? Một, đó là Zfin cung cấp cái danh mục khoảng 30 cổ phiếu đáp ứng các cái tiêu chí có thể có lợi thế cạnh tranh bền vững, quản trị lãnh đạo tốt và định giá về vùng hấp dẫn. Thì chúng tôi đem vào đó, và bên cạnh đó có các yếu tố khác, ví dụ như là số lượng thanh khoản đủ cho chúng ta vào, tránh những cổ phiếu thanh khoản quá thấp mà chúng ta lại hô hào nhau vào thành hoa chúng ta là lái cổ phiếu thì nó sẽ rất nguy hiểm. Thanh khoản ổn, mọi thứ được kiểm chứng, niêm yết lâu. Đó, đấy là thứ nhất. Thì như vậy, chọn trên 1.500 mã ra 30 mã cổ phiếu như vậy. Thì riêng 30 cổ phiếu thôi, kể cả chúng ta mua đều, thì chúng ta đã vượt trội so với thị trường. Tiếp theo, thứ hai, Zfin đã đưa ra những cái thú vị nữa đây. Đó là đưa ra cái giá hấp dẫn để quý vị mua tích sản. Tức là quý vị cứ mua trong vùng giá mua được là giá khẳng định là hấp dẫn. Và cái xác suất sai tất nhiên có, nhưng nó rất thấp. Bởi vì Zfin cũng phải sàng lọc rất kỹ càng và cẩn thận. Đó, tức là chúng ta không dính mua đỉnh. Thậm chí chúng ta mua được cái vùng giá rất thấp, rất hấp dẫn. Tiếp theo là giá ngừng tích sản, Zfin cũng đưa ra. Thì để giúp chúng ta tránh mua giá cổ phiếu ở những cái mức giá cao chót vót. Cao chót vót. Đúng không? Rồi tiếp theo lại có giá cân nhắc để bán. Tức là cứ khi nào cổ phiếu đến giá cân nhắc bán chắc chắn là tăng rất cao và lợi nhuận cho lời rất xuất sắc. Và thứ ba, nhà đầu tư mua như thế nào? Đó là nên mua đều hàng tháng. Nếu hàng tháng không đủ tiền thì hàng quý mua đều cũng được. Cứ lúc nào có tiền mua lúc đó. Và thứ tư là giới hạn để cho cái việc quản trị danh mục của chúng ta ổn định, thì quý vị hãy chọn không quá 5 mã để tích sản. Thì nó sẽ tập trung hơn, ổn định hơn, tránh nhiều thứ rủi ro do đa dạng quá mức. Từ đó, nếu tuân thủ thì chúng ta đã sở hữu cho mình một phương pháp đầu tư rất nhàn hạ,
hiệu quả cao. Và đặc biệt, ở trên cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính này, chúng tôi có các cái bài phân tích rất chuyên sâu về các cái cổ phiếu trong cái danh sách này để quý vị có thể vào đó đọc, tích lũy thêm rất nhiều các cái kiến thức cho mình. Bên cạnh đó là rất nhiều các cái chia sẻ, rất nhiều các cái bài viết về kiến thức rất hữu ích để về lâu dài. Khi quý vị tích sản đủ một lượng nào đó thì quý vị hoàn toàn có thể tự chủ về tài chính. Lúc đó có thể dành nhiều thời gian hơn cho đầu tư cổ phiếu. Thậm chí lúc đó đầu tư trở thành một công việc chính được. Rồi là quý vị truyền lại cho người thân, cho bạn bè, cho anh chị em, cho con cái, để có được một cái phương pháp, một cái chiến lược, một cái kênh đầu tư hiệu quả trong lâu dài. Đó là cái đồng hành cùng cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính. Và vào cộng đồng ở đây thì quý vị cũng được tham gia các cái chương trình, các cái giải thưởng hay test phim trích từ những cái quỹ của quý vị đóng vào, để hàng năm có các cái giải thưởng rất hấp dẫn, khuyến khích những ai mà tuân thủ được cái chương trình tích sản này. Thành quả chúng ta đạt được trong một năm vừa qua như thế nào? Cổ phiếu đầu tiên chúng ta đạt thành quả tích sản đó là cổ phiếu PAC. Đâu đó chúng ta tích từ tháng 11 năm 2020 thì đến tháng 4 2020, tháng 5 đã đạt giá bán. Và lợi suất chúng ta được 24,4% sau trung bình vốn, trung bình chưa đến 3 tháng. Trung bình vốn nhé. Ví dụ lô đầu tiên quý vị bỏ mua 100 cổ phiếu từ 2,6 triệu vào tháng 11 năm 2020. Nhưng mà lô thứ 5, thứ 6 này, quý vị này bỏ vào cũng có 3.120.000. Nhưng mà quý vị bỏ vào lúc ý mấy hôm sau quý vị bán luôn. Tức là cái thời gian đầu tư của nó có vài ngày thôi. Thế như vậy là trung bình vốn cho cái thời gian này là 3 tháng, đạt lợi suất 24,4%. Tất nhiên đầu năm nó có những cái thuận lợi nhất định, nhưng mà thế này là rất xuất sắc. Nếu tính lợi suất tương đương một năm là 139,49%. Phải nói rất xuất sắc. Rồi tiếp theo là cổ phiếu RE. Chúng ta đạt thành quả rồi, đúng không ạ? Thì lợi suất trung bình là 5 tháng, lợi suất là 28,38%. Rất cao. Và nếu tính quy ra lợi suất năm, nó lên đến 82% một năm, lợi suất cao. Rất khủng khiếp. Rồi tiếp theo là cổ phiếu BWE, đúng không? Chúng ta vừa mới đủ giá bán cách đây khoảng độ tháng thôi, đúng không? Thì lợi suất trung bình đâu đó 42,49% trong hơn 6 tháng. Và lợi suất một năm là đạt tới gần 100%. PLX, đúng không? Chúng ta mới đạt giá bán tháng 11, đúng không? Tháng 11 mới đạt giá bán, bán ra 62, lợi suất chúng ta được 20,15% trong 5,5 tháng. Lợi suất trung bình một năm là 49,27%, rất xuất sắc. Tiếp theo cổ phiếu PAU. Chính cổ phiếu PAU này là một cổ phiếu bị chê nhiều nhất, thưa quý vị. Phải nói là như vậy, nó bị chê nhiều nhất. Nhưng quý vị có thể thấy cổ phiếu PAU đây tích tháng 11, tháng 12 đến tháng 1 năm 2021 đã đạt mục tiêu luôn. Ví dụ tháng 11 chúng ta mua giá 9.5, tháng 12 mua 10.1, nhưng mà tháng 1 ngay lập tức chúng ta bán được 14.6. Lợi suất 50% trong vòng vốn trung bình có hơn 1 tháng. Đúng không ạ? Rồi tiếp theo, sau khi chúng ta bán xong thì giá nó lại điều chỉnh tháng 1, tháng 2. Tháng 2 nó lại về giá 11, chúng ta lại tích sản được. Đúng không ạ? Chúng ta lại tích sản. Và cuối cùng vừa rồi nó lại đạt giá 14.5.6. Thế là chúng ta lại chốt lời được tiền. Thì riêng cái mã này rất nhiều nhà đầu tư chê, nhưng cuối cùng nó lại trở thành một trong những mã xuất sắc nhất. Xuất sắc nhất thưa quý vị. Hay là mã Tiên Phong Banh thì chúng ta vừa mới chốt lời thôi, đúng không ạ? Tôi cùng rất nhiều quý vị đã chốt lời ở trên cái cộng đồng của chúng ta, và quý vị cũng đã sâu lên cho chúng ta xem đấy. RE cũng vậy, Vinh Hoàn cũng vậy, Park cũng vậy, đúng không ạ? Đây, cổ phiếu Tiên Phong Banh đây. Lô đầu tiên tích sản có 23.1 thôi, tháng 11 năm ngoái, đúng không ạ? Nhưng mà nó lại còn trả cổ tức cổ phiếu 20% cơ. Tức là thực ra giá tương đương với khoảng 19 cơ, đúng không ạ? Tháng 12 là giá 22.35, tháng 1 27.8, đúng không ạ? Tháng 2 là 24.35,
tháng 3 28 vân 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 vân, lợi suất trung bình 58,88% sau hơn 6 tháng. Thời gian trung bình nhé. Bởi vì sao? Như để ở tháng 11 đến tháng 11 này thì nó được 11 tháng. Được 1 năm. Nhưng mà từ tháng vừa mới tích tháng 11 chẳng hạn thì nó lại chưa được thời tháng nào. Thế thì trung bình thời gian nó chỉ là hơn 6 tháng thôi. 6 tháng. Và lợi suất nếu quy ra lợi suất kép lên đến 152,43%. Đúng không? Tiếp theo cổ phiếu VHC. Nó đi ngang từ tháng 11, tháng 10, tháng 11 năm 2020 đến tháng 7, 2020 vẫn đi ngang. Đây quý vị thấy, tháng 11, 2020 mua 41.5. Đúng không ạ? Đến tháng 8 năm 2021 vẫn ở giá 40.6. Thưa quý vị này như vậy. Nhưng mà ai tích sản được cổ phiếu này người ta phải nói là cực kỳ nhận. Bởi vì trong cái giai đoạn tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021 thị trường chứng khoán tăng khoảng gần 30%. Mà cổ phiếu Vĩnh Hoàn này vẫn đứng im. Thì chính cái cổ phiếu này bà con kêu nhiều nhất. Tôi cũng phải lên trấn an rất nhiều bằng một cái bài viết minh họa Dory tôi đã tích sản ngày xưa như thế này. Và quý vị có thể thấy tích sản dòng dã 10 tháng rồi, 9-10 tháng rồi, nó vẫn đi ngang. Nhưng sao? Nhưng chỉ cần một tháng sau, cổ phiếu này là đã lên đến 65, 67, thậm chí có giá 70. Và lợi suất chốt lời sau 5,5 tháng là 45,2%. Tính ra lợi suất quy theo năm là 125%. Xuất sắc không ạ? Thế này quý vị còn có sợ cổ phiếu nặng mông nữa không? Quý vị có thể thấy đây, bao nhiêu tháng nó đi ngang? Đúng không ạ? Từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2020 vẫn đứng im quanh 40. Nhưng chỉ mất có hơn 1 tháng, chưa đến 2 tháng nó đã lên đến giá chốt lời được. Thưa quý vị. Và lợi nhuận rất xuất sắc. Và cộng đồng chúng ta đã chốt lời được. Đúng không ạ? Thì đây là cái phương pháp như thế. Vậy mà rất nhiều quý vị cứ lo ngại. À, nó cứ đi ngang mãi thế thì chết. Đi ngang tích càng được nhiều, tích càng giá rẻ. Và đến lúc nó chỉ bùng một cái là nó đủ. Đúng không ạ? Hay là rất rất nhiều các cổ phiếu khác đã đến mục tiêu, chốt lời rồi. Ví dụ cổ phiếu GAT đến rồi, đến lâu rồi. Cổ phiếu Thế Giới Di Động một lần đến chốt lời rồi, lợi suất cao nhất thị trường luôn. Hay cổ phiếu VicoStone, lợi suất cả gần 100%. Hay cổ phiếu FPT lợi suất cũng gần 100%. Rất xuất sắc. Rất rất nhiều các cổ phiếu đạt mục tiêu. Có thể nói từ đầu thời kỳ tích sản đến nay, chúng ta đâu đó có khoảng độ 60% số lượng mã đã đạt mục tiêu chốt lời. Và lợi suất rất chắc chắn. Rất chắc chắn. Tiếp theo. Vậy thì tiếp theo, như quý vị đã thấy, thị trường chứng khoán của chúng ta gần đây có cái sự gọi là khó chịu nhất định cho nhà đầu tư. Về cơ bản 5-6 tháng này nhà đầu tư có được gì đâu. Có một số cổ phiếu đầu cơ hay thanh khoản thấp nó tăng giá, nhưng mà cổ phiếu nó có đáng mấy đâu, nó có trôi nổi mấy đâu, có mấy ai có đâu, đúng không ạ? Thế thành ra làm nhà đầu tư rất khó chịu ở trẻ. Vậy thì cái triển vọng trong tương lai có tích sản ổn định không? Thì để cho 2020 hay 2022 cho dễ gần đi. Còn nói xa quá thì tôi đã nói rất nhiều lần. Một là GDP tăng trưởng, AZFIN dự báo là tăng 5-7%, tùy vào từng điều kiện của dịch bệnh vân vân. Thứ hai là lạm phát của chúng ta sẽ vẫn duy trì ở mức tương đối thấp, không hề cả dưới 5%. Chúng tôi bác bỏ hoàn toàn cái giả thiết cho rằng lạm phát lên đến cả chục phần trăm, thậm chí cao hơn. Bởi vì cái rổ tính lạm phát gồm 3 cái cấu thành rất là quan trọng. Một là liên quan đến thực phẩm ăn uống. Thứ hai là liên quan đến nhóm gọi là nhà ở bất động sản. Và thứ ba là liên quan đến nhóm giao thông. Thì ăn uống thì thực phẩm đó là thịt lợn là chiếm mạnh nhất này, rồi các loại thịt. Đúng không ạ? Rồi gạo, vân vân. Thì những cái đó thì chúng tôi đánh giá là hiện nay nó cũng ở mức gọi là tương đối cao và rất khó có thể tăng cao. Tiếp theo, nhóm thứ hai là nhóm liên quan đến gọi là nhà ở, thuê nhà đấy là chính, rồi sắt thép rồi vân vân, liên quan đến vật liệu xây dựng. Thì về cơ bản hiện nay nó cũng đang ở mức cao rồi. Năm 2022 thì chúng tôi cho rằng là nó cũng khó có thể giảm, nhưng mà để tăng nữa là rất khó. Chính vì thế áp lực nó không quá lớn. Rồi tiếp theo là cái nhóm liên quan đến giao thông vận tải, liên quan đến xăng dầu rất nhiều. Thì xăng dầu hiện nay thì ở cái mức gọi là cũng khá khá ổn rồi.
Tất nhiên nó có thể tăng nữa, nhưng mà vào việc tăng cao cũng rất khó và nó chiếm đâu đó khá thấp. Đúng không? Rồi các cái dịch vụ khác, ví dụ dịch vụ y tế rồi là vân vân, điện nước rồi là học phí vân vân thì chúng tôi ước tính rất cẩn thận. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng dựa vào một cái biến vô cùng quan trọng, đó chính là biến cung tiền. À, cung tiền đây thì nó rất nhiều các cái thước đo M1, M2 rất nhiều loại. Nhưng mà chúng tôi dựa vào một cái cơ sở mà chúng tôi tin rằng là nó có độ xác thực rất cao và chúng tôi đã kiểm chứng hơn 10 năm qua, đó là tăng trưởng tín dụng. Thì tăng trưởng tín dụng 2021 được dự báo khoảng 15%. Năm sau thì chúng tôi cũng cho rằng khoảng tầm đó. Thì như vậy nếu mà tính về trượt giá đồng tiền, chúng ta chỉ cần đấy tăng trưởng tín dụng trừ đi tăng trưởng GDP. Ví dụ tăng trưởng GDP là 6% đi, tăng trưởng tín dụng bình quân 15%. Thì như vậy trượt giá của đồng tiền Việt Nam nó đâu đó nó khoảng 9%. Nhưng mà lạm phát thì ở đây người ta không tính tất. Lạm phát chỉ trong rổ hàng hóa nhất định thôi. Thì lạm phát thì ở Việt Nam thường nó thấp hơn so với trượt giá. Thì nó sẽ khoảng độ 4 đến 5%. Rồi thứ ba là tỷ giá thì chúng tôi cho rằng rất ổn định bởi vì dự trữ ngoại hối chúng ta rất tốt. Chúng ta vẫn còn xuất siêu một chút, FDI nhiều. Đúng không ạ? Và cái dòng tiền trôi ra đi chữa bệnh nước ngoài thì vân vân của chúng ta nó lại thấp. Rồi là tiếp theo về tăng trưởng lợi nhuận của VN30, cái điều rất đáng quan tâm. Thì chúng tôi dự báo rằng lợi nhuận tăng trưởng các doanh nghiệp trong VN30 có thể tăng trưởng từ 17 đến 29% trong năm 2022. Thì như vậy vẫn có một cái sự tăng trưởng rất mạnh mẽ ở đây. Và từ đó có thể thấy năm 2022 về cơ bản nền kinh tế rất thuận lợi cho thị trường chứng khoán. Tuy nó không bằng năm 2021 hoặc 2020 nhưng chúng tôi vẫn đánh giá nó rất thuận lợi cho thị trường chứng khoán. Và tiếp theo cái yếu tố đó là yếu tố cần ở nền kinh tế ok cho thị trường. Còn yếu tố cái tố đủ là gì? Đó là định giá thị trường chứng khoán. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái biểu đồ phía trên là định giá của VN Index. PE đâu đó khoảng độ 17.1 lần. Thì so với hơn một năm vừa qua thì thậm chí mức này nó còn thấp hơn rất nhiều so với đầu năm 2021 cơ, cuối 2020. Cuối 2020 đầu 2021 PE bằng khoảng độ 17.9 và 18.1. Và bây giờ là hơn 17 một chút. 17.1. Thì như vậy nó ở một mức trung bình chứ không phải một mức cao. Thấp thì cũng không phải mà cao thì cũng không. Nhưng nếu với lợi nhuận tăng trưởng 17 đến 29% ấy thì với VN Index hiện nay thì PE sau hơn một năm nữa thì đâu đó nó còn khoảng độ 14.5 này, 14.5 này. Còn đối với VN30 thì nó còn rẻ nữa cơ. PE của VN30 xin thưa với quý vị bây giờ nó khoảng độ 16 đến 16.1. Nó rất thấp. Đây là những người doanh nghiệp đầu ngành hàng đầu mà lại định giá thấp. Đó là một sự phi lý ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhưng sự phi lý này dần dần nó sẽ được cải tổ thôi, chứ nó không phi lý mãi. Và chúng ta có thể thấy so với những cái mức cao của năm 2021 chẳng hạn, thì PE đều khoảng 19 đến 19.5. Hiện nay có 16.1. Thì mức này thậm chí còn thấp hơn so với trung bình nhiều năm của nó một chút. Trung bình nhiều năm nó khoảng độ 16.5. Đó. Và cộng thêm với VN30 tăng trưởng lợi nhuận trên 20% một năm trung bình năm 2022 thì rõ ràng định giá về còn có PE 13. Thì như vậy là một mức rất thấp. Còn tất nhiên chúng tôi hiểu rằng gần đây thị trường chứng khoán bán mạnh là nguyên nhân rất lớn đến từ việc kỳ vọng năm tới lạm phát sẽ cao, lãi suất sẽ tăng, khó khăn cho nền kinh tế. Nhưng như ở trên chúng tôi đã đưa ra dự báo vĩ mô thì chúng tôi tin vào điều đó và chúng tôi có cơ sở tin điều đó. Và có những cái nghiên cứu rất vững chắc của chúng tôi về điều đó. Đó thì từ những cái kết luận trên, một liên quan đến nền kinh tế, thứ hai liên quan đến định giá thị trường chứng khoán, thì chúng tôi cho rằng năm 2022 là một năm vô cùng thuận lợi cho thích sản. Đặc biệt là giá đang rẻ như này thì là một năm tuyệt vời. Thì sau đây tôi sẽ giải đáp quý vị nhà đầu tư, anh chị em trong cộng đồng tích sản vậy những cái vấn đề liên quan này, đúng không ạ? Chúng ta chốt lời rất nhiều. Vừa rồi thị trường tuy có khó khăn nhưng mà chúng ta vẫn chốt lời rất nhiều cổ phiếu RE này, Vĩnh Hoàn này, đúng không ạ? Gần đây nhất là Tiên Phong Bank này, BWE này. À, tôi sẽ bắt đầu bằng cái câu hỏi đầu tiên được không ạ?
Vâng, anh Phạm Hưng có vào chủ đề luôn. Đó là bác định giá HPG bị ảnh hưởng gì trong ngắn hạn và tầm nhìn dài hạn của Hòa Phát 1-2 năm tới. Thì Phục không hiểu ý bác, ý anh Phạm Hưng là hỏi là ảnh hưởng gì về định giá. Đó là về Hòa Phát thì AZFIN dự báo rằng quý 4 này, lợi quý 4 2021 này lợi nhuận vẫn có thể đạt trên 10.000 tỷ sau thuế. Như vậy cả năm lợi nhuận đạt 37.000 tỷ sau thuế. Và 2022 thì AZFIN cho rằng lợi nhuận sau thuế của Hòa Phát cũng tầm tương tự như 2021. Còn nếu có tăng trưởng nhẹ hoặc giảm, giảm rất nhẹ. Và với mức lợi nhuận như thế thì PE khoảng độ 5.7 lần là một mức thuộc dạng thấp nhất trong lịch sử của Hòa Phát. Và cái triển vọng trong tương lai 2022 của Hòa Phát thì có những điều thú vị như sau. Điều bất lợi là có thể biên lợi nhuận nó thấp hơn từ mảng một là HRC, biên lợi nhuận sẽ thấp hơn. Thứ hai là tôn, mạ và ống ống thép, biên lợi nhuận sẽ tốt hơn. Thì những cái mảng này đâu đó chiếm khoảng độ 35% đến 40% doanh thu cũng như lợi nhuận đối với mảng thép. Thì như vậy chúng tôi cho rằng nó có thể giảm biên lợi nhuận 15%, như vậy giảm chung tính vào là khoảng 6%. Chúng ta nhân với tỷ trọng 40% thì tức là nó làm giảm biên lợi nhuận của ngành cả mảng thép của Hòa Phát 6%. Đó. 6%. Thì còn đối với thép xây dựng thì chúng tôi cho rằng nó không giảm. Thì như vậy, nhìn chung là biên lợi nhuận nó có thể giảm khoảng 6% của cái mảng thép. Tuy nhiên, về cái sản lượng thép thì chúng tôi cho rằng năm 2022 Hòa Phát sẽ tối ưu được rất nhiều thứ. Thì sẽ có sản lượng có thể đạt 9,5 triệu tấn, thậm chí nếu trong kịch bản tích cực nhất có thể đạt 9,8 đến 10 triệu tấn. Như vậy nó tăng so với năm 2021 này là khoảng độ 6 đến 8%. Thì sản lượng tăng thì bù lại với cái biên lợi nhuận giảm thì chúng tôi cho rằng lợi nhuận mảng thép sẽ không giảm. Bên cạnh đó đến giữa năm 2022 thì mảng container có thể bắt đầu mà cho lại doanh thu và lợi nhuận, tuy nó chưa nhiều nhưng nó sẽ có đóng góp. Rồi là mảng bất động sản của Hòa Phát thì năm 2022 được đánh giá rất cao. Từ đó chúng tôi cho rằng là cổ phiếu này tích sản trong dài hạn rất hấp dẫn với vùng giá này. Và xin lưu ý quý vị, trong cộng đồng tích sản của chúng ta có 30 mã cơ, không phải chỉ có Hòa Phát. Thế thành ra quý vị tránh hiểu lầm rằng AZFIN all in Hòa Phát hay thế nào cả. Và bên cạnh đó thì hãy quý vị lên kênh Chứng khoán TV trên YouTube của AZFIN có. AZFIN khuyến nghị Hòa Phát từ cách đây khoảng gần 2 năm trước cơ. Rất nhiều. Và vùng giá mua của AZFIN nó từ 17 nó trước chia tương ứng với 13 bây giờ. Đến tận giá 56 AZFIN vẫn mua, vẫn chia sẻ đến quý vị như thế. Và giá trung bình nếu tính cả quá trình nó rất rất thấp. Đúng không ạ? Còn thời gian vừa qua AZFIN có mua thì trung bình thì trong 3 4 tháng qua, tức là từ quý đầu quý 3 năm 2021 đến bây giờ, tức là đến giữa quý 4 thì giá mua trung bình là hơn 50 một chút, khoảng 50 52 gì đấy, 50 đến 51. Đó. Thì đấy là chia sẻ đến quý vị. Và chúng tôi thì thường đưa ra những cái cổ phiếu nào hấp dẫn thì chúng tôi tập trung, còn những cổ phiếu tăng rất nhiều, tăng rất mạnh thì chúng tôi không đưa ra. Ví dụ VN Direct chúng tôi cũng tăng cả chục lần nhưng chúng tôi không nói đến vì nó đã tăng rất cao rồi, chúng tôi không muốn nói đến. Hay là Tiên Phong Bank vừa chốt lời xong là 495 đúng không ạ? Lợi nhuận rất cao nhưng chúng tôi không muốn nói đến nữa, bởi vì lúc này nếu mua thì nó không hấp dẫn bằng các mã khác. Đó, chứ không phải là AZFIN không có những cái mã như thế. Và quý vị nào theo dõi AZFIN thì có thể thấy rằng AZFIN đưa ra phân tích, định giá, đánh giá các cổ phiếu từ rất lâu và từ những lúc rất rẻ chúng tôi đã khuyến nghị rất mạnh được. Đúng không ạ? Vâng. Và tiếp theo là cái ngành ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu tăng cao do yếu tố dịch bệnh và khó khăn của công tác vay vốn. Liệu ngành này có ảnh hưởng tới giá trị của các cổ phiếu ngân hàng không? Thì về bạn Phạm Hùng là nên xem lại là xem nợ xấu tăng cao là thế nào. Tôi e rằng đấy là bạn chỉ nghe chém gió thôi. Còn bạn hãy nhìn thực tế vào báo cáo tài chính nó xem nợ xấu nó là bao nhiêu, như thế nào. Các cái tỷ lệ về trích lập dự phòng nợ xấu rồi tất cả các yếu tố lãi và phí phải thu như thế nào, nó sẽ đưa ra một cái kết luận chính xác. Phải xin thưa với bạn, nợ xấu bây giờ tất nhiên cao hơn cái vùng thấp nhất trong lịch sử là năm 2018-19 rồi. Nhưng mà nợ xấu bây giờ của các ngân hàng tính chung nó vẫn là vùng thấp của lịch sử, xin thưa với bạn. Nó thấp hơn rất rất nhiều so với những cái giai đoạn bình thường trước đây như 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nó chỉ cao hơn cái vùng đáy của đáy, đó là năm 2019, 20 thôi.
Bởi vì những năm đó là những năm kinh tế tươi đẹp nhất, xử lý nợ xấu mạnh mẽ nhất. Chứ không có chuyện nợ xấu cao nhé. Tôi khẳng định lại một lần nữa, không có chuyện nợ xấu cao. Các bạn đưa ra thì hãy đưa ra con số. Còn nếu không có con số mà đã kết luận thì chứng tỏ điều đó rất là không đáng tin cậy. Anh Vũ Xuân Sơn có hỏi là ngành chứng khoán, hóa chất hay cảng biển không có trong danh mục tích sản. Thứ nhất là ngành chứng khoán nó biến động rất lớn. Thì hôm thứ sáu vừa qua là ngày khoảng ngày mùng 2 tháng 12. Quý vị có thể thấy thị trường xấu xuống hơn 2%, ngành chứng khoán toàn xuống 6 đến 7%. Tức là cái độ biến động nó quá khủng khiếp và ngành này thì không thể dự báo một cách đơn thuần được, bởi vì nó phụ thuộc rất nhiều vào thanh khoản của nhà đầu tư. Thế thành ra đưa vào thì nó sẽ rất rủi ro cho các nhà đầu tư tích sản của chúng ta. Còn ngành cảng biển thì về cơ bản ngành này thanh khoản nó không được cao và định giá của nó không hề hấp dẫn, thì cho nên AZFIN không đưa vào. Đúng không? Rồi ngành hóa chất thì nó có rất ít, một hai con thôi, và định giá nó cũng không phải dễ cho quý vị mua. Bên cạnh đó thì thanh khoản của ngành hóa chất rất thấp. Anh Nguyễn Đình Nghĩa có đánh giá về triển vọng của Phú Tài trong cái danh mục tích sản của chúng ta, thì Phú Tài là một trong những cổ phiếu về cơ bản là một trong cổ phiếu rất là hợp xu hướng, bởi vì nó có cái mảng đá, mảng gỗ rất tốt, mảng gỗ thì phục vụ xuất khẩu rất xuất sắc, mảng đá thì nó có nhiều mỏ đá rất là trữ lượng tốt và bây giờ xin rất khó. Nó có rất nhiều mỏ đá và gỗ xuất khẩu đúng xu hướng trên thế giới. Thì đây là một cái doanh nghiệp có triển vọng rất tốt trong tương lai. Bên cạnh đó thì nó cũng có những cái dự án bất động sản nhất định, do ngày xưa nó có cái quỹ đất từ cái hồi cổ phần hóa. Thành ra là với cổ phiếu Phú Tài này cũng rất đáng quan tâm. Chính vì thế cho nên AZFIN đã bổ sung nó vào danh mục tích sản trong cái tháng 10 thì phải. Trong tháng 10. Vâng, triển vọng về Techcombank trong trung hạn thì AZFIN đánh giá rất cao với cổ phiếu ngân hàng này. Thì về cơ bản hiện nay nó đã khẳng định vị trí số 1 ở Việt Nam rồi. Thế thành ra việc tích sản những giá vùng giá hấp dẫn như thế này là một điều rất thú vị. Và lưu ý với quý vị rằng cũng giống như cái trường hợp cổ phiếu đây ạ, cổ phiếu VHC thưa quý vị. Đây quý vị có thể thấy cổ phiếu VHC càng giá đi ngang, càng giá thấp, tích sản càng tốt. Bất chấp thị trường có tăng đi chăng nữa, không quan tâm, miễn là định giá nó rẻ. Thì đến một ngày tự nhiên bán được giá 65, 67 thôi quý vị. Đây là một cái minh chứng rõ ràng nhất và rất nhiều anh chị sở hữu cổ phiếu Vĩnh Hoàn. Và các anh chị đã được đạt được một cái thành quả hiếm có. Còn nếu như không có ở cộng đồng tích sản thì thường các anh chị đã cắt lỗ lâu rồi và không bao giờ đạt được một cái thành quả ngọt ngào đến như thế này. Đúng không ạ? Thì đây là một cái thành quả xứng đáng của những cái anh chị đã tin yêu, đã nhìn nhận đúng về những cái cổ phiếu. Anh Đa Sơn có hỏi về phân bổ danh mục thì như AZFIN đã đưa ra, đó là quý vị nên phân bổ dưới 5 mã. Và nếu tích hàng tháng thì nếu nếu tích hàng tháng tiền không quá nhiều thì quý vị nên tích khoảng độ 2 mã thôi. Được, không vấn đề gì cả. Dương Đông Phương có hỏi là AZFIN sẽ xây dựng chương trình tích sản nâng cao, chia sẻ về chương trình này thì dự kiến của AZFIN là đến giữa 2022 sẽ có cái chương trình tích sản nâng cao này Phương Phương nhé. Bởi vì cái chương trình tích sản nâng cao này thì đòi hỏi nếu quý vị phải tuân thủ kỷ luật được từ tích sản đã. Thì chỉ những quý vị nào tuân thủ tối thiểu nửa năm tích sản một cách bền vững, không lao đúng thì lúc ấy mới được xem xét để vào tích sản nâng cao. Đó, mới được xem xét thưa quý vị như vậy, còn không phải ai muốn cũng vào được. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà không có kỷ luật thì rất có thể xảy ra các cái trường hợp nếu cổ phiếu nó rẻ, nó hấp dẫn đi ngang vài tháng quý vị cáu mù lên, quý vị lên quý vị chửi loạn cả lên thì nó là một cái điều không hay. Đúng không ạ? Quý vị vừa không hiệu quả mà cuối cùng cộng đồng của chúng ta lại bị ảnh hưởng. Đó là một điều rất nguy hiểm. Thế cho nên phải tĩnh được. Đây, ví dụ như là rất nhiều anh chị đã tĩnh được cái con Vĩnh Hoàn này, hay là cái con Tiên Phong Bank đây. Đúng không ạ? Tiên Phong Bank từ đầu năm. Đây, ví dụ từ tháng 3 đến tháng 8, tháng 9, tức là 6 tháng liền nó vẫn đi ngang, mà trong khi giai đoạn đó thì các cổ phiếu bank khác tăng điên cuồng. Nhưng mà nhờ các anh chị kiên nhẫn này, thì thành ra cuối cùng chúng ta có một cái thành quả rất xuất sắc. Rất xuất sắc. Thưa quý vị là như vậy. Đúng không? Và có anh hỏi như này. Thị trường xuống này mua tích sản có sợ không? Có sợ sập không? Thì xin thưa với anh, như tôi đã vừa phân tích đánh giá ở trên, đó là định giá thị trường nó rẻ, định giá cổ phiếu của các anh chị cầm mà vẫn trong vùng giá rẻ tích sản thì đấy là một cơ hội quá tốt để các anh chị mua. Và tôi rất thích những cái cổ phiếu nó cứ đi ngang một thời gian rất dài. Thì khi đó chúng ta lại càng mua được nhiều với cái giá rẻ.
Còn nếu mà nó cứ nên đều theo một cái đường thẳng ấy, thì rõ ràng chúng ta cứ phải mua tháng sau cao hơn tháng trước và lợi nhuận bình quân của chúng ta không hề cao. Không hề cả. Đó. Không hề cả. Đây, minh chứng rất cụ thể cổ phiếu VAC lù đù lù đù nhưng mà lợi suất kép tính ra một năm là lên đến hơn 100%. Đúng không ạ? Hay cổ phiếu Tiên Phong đấy. Trước kia nó lên nó đi ngang mãi đây, nó đi ngang rất là chậm. Tháng 3 đã có giá 28 mà bao giờ? Đến tháng 9 mà giá mới có 33 và 4. Thế mà đùng một cái thì nó lên 495, có thể chốt lời, chúng ta chốt lời rồi, đúng không? Đó. Rất nhiều các cái tấm gương. Hay cổ phiếu PRX đây, từ tháng 11 năm ngoái đã giá xấp xỉ 50. Đến tận tháng 10. Tháng 10 giá vẫn là 50 51. Nhưng mà chỉ một thời gian rất ngắn nó tăng lên 62, đúng chưa đến một tháng, trong tháng 11 nó đã lên giá 62. Đó. Chúng ta tích được như thế và đùng cái nó lên, thế là lợi suất chúng ta rất xuất sắc. Đấy là để kể cả đối với những cái cổ phiếu đi rất ngang đấy. Thưa quý vị, hay là BWE đây cũng là một trường hợp rất xuất sắc. Nó cũng đi ngang suốt đây, quý vị nhìn thấy tháng 11 năm ngoái, tháng 12 năm 2020 đến tháng mấy ạ? Đến tháng 6 2020 giá vẫn quanh 30. Tức là 7 tháng liền đi ngang đây. Đúng không ạ? Nhưng mà đến tháng 12, tháng 11, 12 nó đã lên đến giá 44, 45, thế là lợi nhuận chúng ta trung bình 42,49% trong vòng có hơn 6 tháng. Trung bình vốn. Lợi suất kép tính ra một năm 90%. Tất nhiên có những cổ nó chưa đạt mục tiêu tích sản. Có cổ, ví dụ cổ Vinamilk chẳng hạn. Nếu quý vị tích sản trong vòng 6 trung bình trong vòng hơn một năm qua thì vẫn lỗ đâu đó khoảng độ 8%. Nhưng đấy điều bình thường. Chúng ta cứ tích lũy. Thì đến một ngày nào đó cổ phiếu Vinamilk nó trả lại, nó tăng trở lại chỉ cần một tháng thôi thì lợi suất của chúng ta lại cao khủng khiếp. Đấy là một điều hết sức bình thường. Còn về cơ bản, thành quả của cái cộng đồng tích sản chúng ta là rõ ràng. Đấy quý vị có thể thấy. Từ tháng 12 năm 2020 cổ phiếu RE đây, giá 48.45. Đây tháng 5, giá vẫn là 50 52. Tức là 6 tháng liền, 6 7 tháng liền đi ngang. Tuy vậy, chỉ gần đến tháng 8, tháng 9 là ngay lập tức nó lên giá 70 đến 75. Và chúng ta chốt lời về giá 67. Đúng không ạ? Rất nhiều các cái tấm gương như vậy. Và thị trường giảm có thể rất nguy hại đối với những nhà đầu tư lướt sóng. Bởi vì họ rất máu me, họ all in, họ full margin, họ rất nhiều thứ cực kỳ mệt mỏi, phức tạp. Họ thắng được 10 lần, họ gộp vào lần cuối cùng chỉ cần một lần bay là họ đi sạch thành quả tất cả. Nhưng chúng ta tích sản để chúng ta nhặt hàng tháng. Chúng ta nhặt với giá rẻ chúng ta mới nhặt. Và với rủi ro thấp nhất có thể. Bởi vì sao? Bởi vì như đã chia sẻ ở đây. Đúng không ạ? AZFIN đã chọn ra 30 mã cổ phiếu được coi là top tốt nhất thị trường chứng khoán. Với lợi thế cạnh tranh rất bền vững, quản trị lãnh đạo tốt. Thế cho dù nó có điều chỉnh 5%, 10% hay thậm chí 15% đi chăng nữa, nó cũng chỉ là cái cơ hội để chúng ta tích lũy mà thôi. Tích lũy mà thôi. Còn nếu mà cổ phiếu nào mà bị sai thì ngay lập tức AZFIN sẽ có lên khuyến cáo và loại bỏ nó, cũng như có cái chiến lược để anh chị có thể xử lý nó. Nhưng mà chúng ta chưa gặp một trường hợp nào. Rồi là AZFIN lại đưa ra cái vùng giá hấp dẫn để tích sản chứ không phải là mua bằng mọi giá. Thế thành ra cứ khi mua là được giá hấp dẫn. Rồi là có giá ngừng tích sản để quý vị không phải mua giá cổ phiếu với giá cao. Đúng không ạ? Thì riêng việc không phải mua với giá cao này, mua được vùng hấp dẫn đã là mang lại cái lợi thế cho chúng ta cực lớn. Và đặc biệt lại còn có giá cân nhắc bán. Thế là cứ lúc nào nó tăng đến giá bán, tức là chúng ta bán được giá rất cao. Và lợi nhuận rất xuất sắc như những cái ví dụ ở phía dưới kia. Đúng không ạ? Và AZFIN lại còn cung cấp rất nhiều các bài chia sẻ kiến thức ở trên đây, quý vị có thể khai thác. Đó, thì đấy là những cái thành quả chúng ta có được. Đúng không ạ? Cổ phiếu GAT vừa rồi tăng lên 120, đúng không? Chúng ta tích sản nó đi ngang mãi một thời gian rất dài. Có thể nói rất rất dài. Nhưng mà chỉ cần nó tăng trong vòng một tháng thôi, thế là chúng ta thu hái được một cái thành quả có thể nói là vô cùng xuất sắc.
vô cùng xuất sắc, thưa quý vị. Thì đấy là cái mà cộng đồng tích sản chúng ta không sợ gì ạ, đúng không? Còn tất nhiên như cổ phiếu mà tăng trưởng rất mạnh về giá như FPT chẳng hạn thì chúng ta tích sản từ năm ngoái đến năm nay thì quá xuất sắc rồi, đúng không? Từ đầu tháng 11 năm ngoái đây quý vị, thưa quý vị, đây, từ đầu tháng 11 năm ngoái đây, tích đều 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 đều, lợi suất rất xuất sắc. Hay Thế Giới Di Động chúng ta tích từ năm ngoái cực kỳ xuất sắc. Đây, tháng 11 đây, đúng không ạ? Lúc ý giá tương ương 16.8 tức là bằng nửa bây giờ. Đấy, cứ tích 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 đi ngang rất thích. Vừa phát tăng rất rất mạnh, đúng không ạ? Hay là Vico Stone, đúng không ạ? Chúng ta tích sản từ năm ngoái đấy. Đấy, tháng 11 đây, cũng gấp đôi, đúng không ạ? Rất nhiều. Rồi những cái cổ phiếu nào quý vị khó chịu như tôi vừa ví dụ đây, Vĩnh Hoan đây thưa quý vị. Đây, chúng ta tích sản bắt đầu từ tháng 11 đây, đúng không ạ? Đây, tháng 11 đây thưa quý vị. Giá 42 mà đến tận tháng 8 giá vẫn từng hình. Nhưng mà chỉ mất hơn một tháng sau nó tăng lên đến 60 mấy, 63, 64, 65. Và lợi nhuận chúng ta xuất sắc luôn, đúng không ạ? Hay nhiều quý vị cứ kêu cổ phiếu này là cổ phiếu tech nó giảm, nhưng quý vị nhìn thấy đâu có giảm. Nó mới đi ngang có 6 7 tháng thôi, chứ cổ phiếu này đâu có sập sệ gì đâu. Bởi vì sao? Thưa quý vị, nó tăng một mạch như thế này. Tăng đến 3 4 lần. Đây, nếu tính từ cái điểm trũng điểm thấp nhất. Nó tăng tới 4 lần thì lúc ấy nó phải đi ngang một giai đoạn để chờ kết quả kinh doanh nó xuất sắc trở lại. Nếu nó tốt trở lại thì một thời gian sau nó sẽ lại tiếp tục một cái hành trình tăng giá. Thì chính những cái lúc này có giá mềm thì lại là cơ hội cho chúng ta tích sản hàng tháng, chứ chúng ta không đánh bạc. Quý vị hãy lưu ý, đừng quý vị nào lôi cái T3 vào đây để làm ví dụ. Hay là Hòa Phát đây, quý vị thấy các cái cổ phiếu khác, thép khác rất khủng khiếp, nhưng Hòa Phát đây, kể cả nó có điều chỉnh nhưng nó vẫn ở trong một cái vùng đi ngang đấy. Đâu có điều chỉnh, đâu có sập gì đâu. Vì sao đây, thưa quý vị? Nó đã tăng một mạch 6 lần rồi thì bây giờ nó phải đi ngang một giai đoạn đã, đúng không ạ? Để chờ một thời gian từ cuối cùng nó mới lên được. Chứ làm sao chúng ta bắt cổ phiếu lúc nào cũng chạy. Còn nếu mà quý vị nào cho rằng bảo đỉnh đây không bán nên đợi nó sập, thì nếu quý vị bán được ở đây thì chắc chắn quý vị đã bán từ lâu lắm rồi, từ các đỉnh lâu lắm rồi cơ. Chúng ta không ai đoán được đỉnh đáy cả. Nếu thánh nào đoán được đỉnh đáy thì một năm có mà ăn chục lần trăm lần thì có mà thành tỷ phú đô la đâu rồi, đúng không? Anh cổ phiếu RE đấy, quý vị có thể thấy đây, từ đầu năm đây nó đi ngang đến tận tháng 7, tháng 8 đây, quý vị thấy đi ngang kinh khủng không ạ? Nhưng mà cũng chỉ hơn một tháng sau nó tăng giá thừa cho chúng ta chốt lời và lợi suất cực kỳ xuất sắc, đúng không? Hay là con Tiên Phong Banh đấy, đầu năm thì ngân hàng tăng kinh thế, đúng không ạ? Đây, đứng mãi ở giá 28 trong vòng 3-4 tháng liền rồi tăng lên một đoạn lại đứng ngang. Nhưng mà vì giá nó rất hấp dẫn cho nên chúng ta cứ tích lũy thôi. Và giá nó lên đến 49.5 hôm rồi chúng ta vừa chốt lời xong ở trong cộng đồng chúng ta. Tất cả mọi người vừa chốt lời xong. Hay BWE cũng thế. Cái việc đi ngang này này. Đây, việc đi ngang đến mấy tháng ạ? 5 tháng, 6 tháng. Đây đến tháng ấy. Đến tháng 6. Đây đến tận chỗ này đi. Đến tháng 7. Từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 7. Tức là nó 9 tháng đi ngang. Nhưng vì nó định giá rẻ hấp dẫn thì cho nên nó tăng giá đây. Rất khủng khiếp, đúng không ạ? Thì đấy là cái triết lý mà chúng ta đang theo đuổi. Chứ không phải chúng ta đánh bạc. Không phải chúng ta đánh bạc, thưa quý vị. Đó, quý vị hãy lưu ý cái điều đó. Thì đấy là những cái chia sẻ của tôi đến quý vị về cái phương pháp tích sản cổ phiếu mà mang lại cái giá trị rất cao. Vậy ZFIN luôn luôn cam kết đồng hành cùng quý vị, cùng nhà đầu tư để cho chúng ta hiệu quả hơn. Đó, thì xin chúc quý vị có những cái kiến thức hữu ích
trong đầu tư, đặc biệt là lại liên tục tích lũy tài sản của mình trong cộng đồng tích sản để hướng đến một cái mục tiêu lớn lao là tự do tài chính cho bản thân, cho gia đình, cho mọi người, mang lại những cái giá trị sau này cho các thế hệ tương lai tiếp tục. Thì xin chúc quý vị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại ở lần sau.